Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng trong tù sức khỏe đáng lo. Liệu có phải một Trần Bắc Hà thứ hai hay không? Vấn đề về sức khỏe là chuyện bình thường. Tuy nhiên với quan chức ngồi thì tiền bạc không thiếu. Có dân thường ngồi tù thì mới thiệt thòi. Chứ quan chức hay đại gia ngồi tù thì bao giờ họ cũng được ưu ái. Chính vì vậy mà quan chức ngã bệnh hoặc chết trong tù cũng ít có khả năng xảy ra hơn. Thông thường, công an chỉ bức cung nhục hình với dân thường, chứ khó mà bức cung nhục hình với quan chức cho được. Việc quan chức ở tù là do chuyện thắng bại trong đấu đá nội bộ. Đôi khi, tội danh được định đoạt bằng những lần ngã giá, chứ chẳng phải điều tra gì cả. Người dân mà bị bắt vào đồn cảnh sát thì rất nhiều người sẽ bị chết trong lúc tạm giam, nhưng bắt quan chức vào tù thì hiện tượng đó không xảy ra. Ngược lại, đôi khi quan chức không hề ngồi tù mà lại bị chết vì nguyên nhân khác. Ví dụ như ông Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thành hay Trần Đại Quang đều do những nguyên nhân hết sức bí ẩn, mờ ám. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng, thuộc hạ cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng, được báo chí miêu tả là đang bị bệnh. Ông Vũ Huy Hoàng là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng hầu hết đều liên quan đến sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng với vai trò là thủ tướng khi đó. Cho đến nay, có rất nhiều đầu mối dẫn đến sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng, gần như ông Nguyễn Phú Trọng không thể khai thác được gì. Đinh La Thăng được cho là khai báo quá ít về sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng mà bị dần cho lên bờ xuống ruộng. Chưa có một cựu quan chức nào mà bị lôi ra tòa nhiều như ông Đinh La Thăng. Có lẽ chính vì sự ngoan cường ấy mà ông Đinh La Thăng đến nay vẫn còn khỏe mạnh. Những thuộc hạ cũ của Nguyễn Tấn Dũng nếu khai ra thì bị Nguyễn Tấn Dũng hỏi tội, còn không chịu khai thì bị Nguyễn Phú Trọng hành hạ. Đường nào cũng rất khó thoát. Tuy nhiên, nếu thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng mà ngoan cố, không khai thì ông Trọng chỉ hành hạ, chứ không bao giờ làm cho sức khỏe người ta yếu đi. Vì sao lại như vậy? Vì dù bị can có mệnh hệ gì thì làm sao mà khai thác được thông tin nữa? Và thế kẹt của những thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay như thế nào? Ông Trần Bắc Hà khi còn đỉnh cao quyền lực, tiếng nói của ông ta còn mạnh hơn cả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là người điều hành hệ thống ngân hàng Việt Nam, còn ông Trần Bắc Hà chỉ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước. Vậy mà tiếng nói của ông Trần Bắc Hà lại mạnh hơn cả Nguyễn Văn Bình. Chính điều đó mới thấy sự ưu ái đặc biệt mà Nguyễn Tấn Dũng đã dành cho ông Trần Bắc Hà. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị thất thế, ông Nguyễn Văn Bình vẫn bị ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật. Tuy nhiên, ông Trọng không chút giận vào ông Bình như ông đã làm với Trần Bắc Hà. Việc Trần Bắc Hà bị bắt, không biết ông Hà đã khai gì, nhưng sau đó ông Trần Bắc Hà đã tử vong một cách bí ẩn ở trong tù. Cái chết của ông Trần Bắc Hà mang màu sắc cái chết của ông Phạm Quý Ngọ trước đây, rất bí ẩn. Những thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó, khi hiện nay rơi vào vòng lao lý, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ngã bệnh đột ngột ra chết. Đây là hình ảnh ông Trần Bắc Hà đột ngột qua đời một cách bí ẩn trong tù. Hôm nay, báo chí nhà nước cho biết ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sức khỏe yếu trước phiên tòa. Luật sư cho biết cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng sức khỏe yếu song vẫn cố gắng để hầu tòa vào ngày 22 tháng 4. Báo chí cho biết ông Vũ Huy Hoàng phải nằm viện và các bác sĩ đang hội chuẩn để đánh giá tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, ông Hoàng sẽ cố gắng tham dự để tránh làm phiên xét xử bị gián đoạn. Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Hai phiên trước đó vào tháng 1 đã phải hoãn lại do vắng thẩm phán Trử Phương Ngọc và bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sapeco. Bào chữa cho ông Tín, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết thân chủ của mình bị suy tim không thể di chuyển được nên vẫn xin xét xử vắng mặt. Điều này đã được bệnh viện kết luận và đã được thay mặt và nộp lên đến hội đồng xét xử. Theo luật sư Trang, ông Tín nhận toàn bộ trách nhiệm về sai phạm đã xảy ra. Như vậy thì không những ông Vũ Huy Hoàng mà ông Nguyễn Hữu Tín cũng bị bệnh. Và dường như vụ án đang có liên quan đến cô Nguyễn Thành Phượng. Công ty Amax là công ty được cho là lập ra bởi bà Nguyễn Thành Phượng, con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng. Công ty Amax có điều lệ chỉ có 3,8 tỷ đồng Việt Nam mà định giá AVG đến hàng trăm triệu đô la. Vụ Mobile Phone mua AVG
kéo theo giám đốc danh nghĩa của Amax bị vào tù. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Phượng thì không việc gì. Được biết, khu đất vàng số 246 Hai Bà Trưng cũng được định giá bởi công ty Amax theo chứng thư thẩm định số 247 vào ngày 9 tháng 10 năm 2014 của công ty tư vấn đầu tư thẩm định giá Amax. Giá trị quyền sử dụng đất khu 246 Hai Bà Trưng là trên 997 tỷ đồng. Giá trị này sau đó được Hội đồng thẩm định Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Sau khi đổ vỡ tại Sapeco, Sapeco đã đề xuất lên Bộ Công Thương xin hợp tác với nhóm nhà đầu tư mới gồm Atlan, Hà An và Mê Linh thành lập pháp nhân mới để tiếp tục thực hiện dự án. Trước khi việc hợp tác đi đến quyết định chính thức, Tổng giám đốc Sapeco Trần Hồng Hạnh từng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của khu 246 Hai Bà Trưng. Đây là hình ảnh công ty Amax là công ty tí hon nhưng định giá trị thương vụ ngàn tỷ. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2015, công ty đầu tư Sapeco Pear được thành lập bởi sự góp vốn của Sapeco và nhóm nhà đầu tư mới. Xét về đề nghị của Sapeco và tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Hữu Tín đã chấp thuận cho Sapeco Pear làm chủ đầu tư dự án cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất. Theo đó, Sapeco Pear đã nộp tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ và tiền phạt nộp chậm với tổng số tiền lên tới 999 tỷ đồng. Như vậy là lại một lần nữa, công ty Amax của bà Nguyễn Thanh Phượng đã nhúng vào phần định giá sai lệch gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, công ty Amax vẫn chưa được nêu ra trước tòa đúng với những gì nó đã làm. Và câu hỏi đặt ra là Amax là ai mà tòa đã phải tránh đến như vậy? Amax là ai mà cả Nguyễn Hữu Tín và Vũ Huy Hoàng phải chấp nhận ở tù để nó không được nhắc đến? Cho nên có thể nói vai trò của Amax không hề nhỏ trong vụ án này. Và câu hỏi đặt ra là lời khai thế nào mới là khôn khéo? Nhưng có những người như Nguyễn Hữu Tín và Vũ Huy Hoàng thì ắt phải hiểu nên nói điều gì. Đinh La Thăng không khai nhiều về Nguyễn Tân Dũng, tuy bị ông Nguyễn Phú Trọng lôi ra tòa hết lần này đến lần khác, nhưng Đinh La Thăng vẫn an toàn. Còn Trần Bắc Hà không biết khai gì mà nhận cái chết bí ẩn. Thực tế cho thấy ông Phạm Quý Ngọ vô tình khai ra một phần số tiền hối lộ thôi, thì ông Ngọ đã phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của mình. Amax tham gia định giá. Mobifone là một đầu mối khui ra nhân vật lớn, nhưng những quan chức trong thương vụ đó đã không khai ra ai đứng đằng sau Amax và đã an toàn. Và lần này, ắt hẳn ông Vũ Huy Hoàng hiểu được điều đó. Rất có thể ông Vũ Huy Hoàng đang bị bệnh là do bệnh tự nhiên. Tuy nhiên, nếu ông khai không khéo, thì từ căn bệnh không nguy hiểm, ông chuyển sang từ trần đột ngột như Trần Bắc Hà, thì lúc đó hối cũng không kịp. Đây là hình ảnh tuy Đinh La Thăng bị lôi ra tòa nhiều lần nhưng không gặp nguy hiểm. Ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư ít nhất 5 năm nữa. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng còn cay cú lắm vì vẫn chưa làm được gì đối thủ Nguyễn Tân Dũng. Thành tích bảo vệ bản thân của Nguyễn Tân Dũng từ trước đến nay khiến người ta phải giật mình và nể sợ. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh và Trần Bắc Hà không ai trong đó được cho là chết một cách hợp lý cả. Tội của Nguyễn Tân Dũng dường như khá lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc để bảo vệ bản thân, ông Nguyễn Tân Dũng sẵn sàng làm tất cả, kể cả bằng cách manh động nhất. Và như vậy thì Vũ Huy Hoàng chắc chắn là phải ngồi tù. Ông muốn không phải ngồi tù chỉ khi ông có kết quả như Trần Bắc Hà. Như vậy có thể nói, đối với Vũ Huy Hoàng thì việc kín miệng và chấp nhận ngồi tù là giải pháp tốt nhất mà ông có thể lựa chọn cho tình cảnh hiện nay để bảo toàn tính mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 4 năm 2021 với bản tin Thuộc hạ Nguyễn Tân Dũng trong tù và sức khỏe đáng lo. Liệu có phải một Trần Bắc Hà thứ hai sẽ diễn ra hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.